Vâng, em xin chào bác, chào anh em. Ngày hôm nay thì bên em có về thêm một mẫu mic có thể dành cho các bác anh em đi làm sự kiện và bắt sóng xa, tiếng sạch sẽ, có đầy đủ các tính năng như là tự ngắt hay gia tốc. Nhưng cái này làm sự kiện thường các bác sẽ tắt, thì cái này có thể tắt mở được, tự ngắt được các bác nhé. 4 dâu, 4 hộp sóng lớn và giá cả rất là phải chăng. Tất nhiên thì anh em đi làm sự kiện thì các bác còn nếu những mẫu mic làm sự kiện thì anh em có thể lựa chọn được rất nhiều mẫu mic khác nhau, nhưng với giá thường thì nó sẽ khá là cao, với tầm đầu 3 đến 4 đồng một bộ, nhưng bộ này thì chưa đến 3 đồng một bộ mic không dây này. Và mic không dây hôm nay em giới thiệu cho bác anh em thì là một mẫu mic Sansui. Sansui bác nhá. Model LX21 bác. LX21 củ rơi. Đấy, để đặt tay của em nó nguyên bàn tay đây, đầu thu đây. Đầu thu này thì em cũng đã nắp lên một bộ ở đây rồi. Và em sẽ alo thử cho bác anh em nghe thử qua tiếng một chút. Đầu tiên thì là khi mà mở mic lên, các bác nhìn ở trên màn hình nó hiển thị hiển thị nên là cái mic nào đã bắt, mic nào không. Tắt đi nhá. Thì nó sẽ tắt cái ứng đây. Và để tự quay cụ thể hơn một chút cho bác anh em về cái hình thức và các nút chức năng của nó đi. Về tăng giảm âm lượng này. Đây, quay ở đây chắc bác sẽ dễ nhìn hơn. Máy quay nó cao hơn, quá dễ nhìn hơn. Đấy. Thay đổi tần số này, dò tần số này, đây là những cái nút cơ bản nhá. Tăng giảm âm lượng đây. Đấy. Hay là nút set cài lại âm lượng. Sau em đang chưa hiểu hai nút set đây là gì. À, đây là cũng là dò sóng, đây cũng là dò sóng này. Hai cái này dò sóng luôn các bạn. Thay đây bấm set để thay đổi tần sóng, còn đây là dò sóng tự động. Đấy, hai nút set hai chức năng khác nhau nhá. Tăng giảm âm lượng, thay đổi tần sóng thủ công. Mắt IR để nó bắt dò tay mic khi mà các bác dò tự động đấy. Đấy, tương tự là hai bên như thế quá. Công tắc thì phía nguồn đằng trước rồi, cực kỳ tiện lợi rồi. Mặt phay nhôm. Mặt phay nhôm có tay sách đây. Mặt phay nhôm này các bác bắt tủ sự kiện thì nó sẽ cực kỳ chắc chắn. Nó chắc chắn hơn khá nhiều với những cái tai nhựa bắt rời đúng không? Đấy điều chắc chắn thôi. Đây tay mic các bác, tay mic này, pin này. Và đây thì nó sẽ là củ mic rời. Củ mic ở trận này được mạ vàng đấy các bác, mạ vàng chống oxy hóa này. Đấy, đây. Củ mic tháo rời luôn các bác nhé. Và cũng chắc chắn một điều là anh em sẽ yêu cầu là xem mạch bên trong nhỉ. Thì em mở sẵn luôn cho bác anh em luôn để cho anh em đỡ tò mò. Đây, mạch bên trong. Mạch lớn. 4 hộp sóng lớn, 2 tụ lớn đây các bác nhá. Tất cả chân được mạ vàng đây. Đây là ở phía mặt trước của em thôi. Các bác có thể nhìn thấy luôn đúng không ạ? Mạch khá là về mạch xử lý này cũng khá là ok rồi. Linh kiện cũng khá là dày dặn. 4 dâu tương ứng với 4 hộp sóng luôn các bác nhé, chứ không phải là 4 dâu ăn hai hộp sóng đâu, nên là bắt sóng khá là khỏe. Các bác yên tâm để làm sự kiện luôn. Đấy, quay về sau cho bác xem luôn, cụ thể cho bác luôn này. Đấy. Rồi bây giờ thì em sẽ alo thử một vài tiếng cho bác anh em nhé. Chắc chắn là những dòng mic này các bác lấy về làm sự kiện vừa và nhỏ hay là nắp ráp dàn loa kẹo kéo thì rất là hợp lý. Còn tất nhiên thì các bác này nếu mà sử dụng ở gia đình thì quá tuyệt vời rồi. Tiếng chất âm của em nó rất là ok quá. Đây em alo thử cho bác 1-2 tiếng nhé. Ở đây tay mic này cơ. À, tay này bên là tay... Đó. Có thì báo pin luôn các bác nhé. Đấy, có báo pin trên cả đầu thu và trên cả tay mic luôn. Bây giờ em sẽ alo thử cho bác này. 1-2 2456 lên. Ờ các bác nghe. Tiếng xì rất êm ái luôn. Em đang nắp trực tiếp ở đây với em vang đời Acoustic S88 và với em mic Sansui. Đây cũng là một combo cho bác anh em có thể làm sự kiện luôn được. Anh em nào có nhu cầu về mẫu mic không dây Sansui LX21 Sansui LX21 này thì các bác có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em nha. Giá cực tốt cho bác anh em luôn. Và các bác anh em đang xem mà có nhu cầu lấy về kinh doanh thì các bác liên hệ trực tiếp với bên em, sẽ có giá tốt để cho anh em lấy số lượng các bác nhé. Anh em xem video thì nhớ cho một like, đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bác, xin mời em.